Kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, Nhà hát lớn Hà Nội phối hợp cùng với một số đơn vị tổ chức chuỗi sự kiện có chủ đề Hà Nội, trạm miền ký ức với rất nhiều những hoạt động của Hà Nội xưa và nay. Dự án Hà Nội, trạm miền ký ức được Nhà hát lớn Hà Nội, Phiêu Du Show và Viettel Media phối hợp lên ý tưởng và xây dựng phát triển trong 5 tháng. Chuỗi chương trình sự kiện là sự đan xen giữa thời gian, không gian, văn hóa nghệ thuật và hiện thực. Đó là những trò chơi ký ức, những khu vực ẩm thực Hà Nội xưa và đặc biệt là tham quan nhà hát lớn, thánh đường nghệ thuật đương đại của thủ đô Hà Nội, cùng hai đêm nhạc, Phú Quang, Tình yêu ở lại với một sân khấu rất Hà Nội. Chương trình sẽ được chính thức khai mạc vào ngày 5 tháng 10 và kéo dài đến hết ngày 31 tháng 10. Ban tổ chức mong muốn mỗi vị khách ghé thăm sẽ chạm vào miền ký ức xa xưa bằng sự hiện hữu ở hiện tại qua những sáng tạo và bài trí tâm huyết từ đội ngũ ekip có tình yêu cháy bỏng với Hà Nội. Hà Nội, trạm miền ký ức sẽ là một món quà không chỉ dành riêng cho người dân thủ đô, mà còn là cơ hội để cho du khách có thể hiểu hơn về một Hà Nội với hoài niệm lịch sử nhân kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô.